quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Ngọc Lan hiếm hoi hé lộ không gian sống cùng con trai, độ hoành tráng khiến nhiều người trầm trồ. Thời gian gần đây khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi công việc hoạt động nghệ thuật của Ngọc Lan bị gián đoạn nên nữ diễn viên có nhiều thời gian ở bên con trai nhỏ hơn so với lúc phải bôn ba kiếm tiền nuôi con. Dù là mẹ đơn thân nhưng nhiều khán giả có thể thấy rằng cuộc sống của mẹ con Ngọc Lan vẫn không quá vất vả. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên Cổng Mặt Trời vừa chia sẻ hình ảnh của mình được chính cậu con trai nhỏ chụp lại. Dù đây là màn dìm hàng nhưng Ngọc Lan lại cảm thấy hạnh phúc vì đó là điều mà quý tử làm cho cô. Ngọc Lan chia sẻ, Louis ơi, mẹ được dì Tư tặng bó hoa đẹp quá, Louis chụp mẹ hình với hoa nha. Ok mẹ, kết quả là như hình, một cái mờ ảo, một cái thì chỉ thấy xe, không thấy mặt. Ồ Louis lên bàn ngồi với hoa đi, mẹ chụp lại cho, con mẹ không có trả thù bao nhiêu hết, 15 năm nữa tôi đưa cho bạn gái coi. Cụ thể, nữ diễn viên nhờ con trai chụp một bức ảnh cùng bó hoa được tặng, tuy nhiên quý tử lại canh chỉnh kiểu gì khiến chụp ảnh mờ và còn chẳng thấy mặt mẹ, làm Ngọc Lan nổi đó. Nhưng chẳng thể làm gì con, đành dìm hàng con lại để thời gian sau, khoe với bạn gái. Nhờ những bức ảnh không có tâm của hai mẹ con mà khán giả phát hiện ra chi tiết căn hộ của Ngọc Lan và con trai sống khá hoành tráng. Từ chiếc bàn trang trí cho đến trần nhà và bố trí xung quanh có thể thấy đây là một nơi ở lý tưởng của hai mẹ con. Dù là mẹ đơn thân nhưng nữ diễn viên vẫn lo cho con một nơi ở thoải mái, cho bé phát triển hết những sở thích đam mê, cố gắng cùng lúc làm cha lẫn làm mẹ, giáo dục cho con. Trong một chương trình do nữ diễn viên sinh năm 1985 làm MC, khi chia sẻ về câu chuyện làm mẹ đơn thân, chăm sóc cho con, Ngọc Lan rất đồng cảm vì không biết có thể lo cho con được nên người. Em xúc động lắm khi chị bảo là một mình mà đóng đến hai vai trò, vừa làm cha vừa làm mẹ. Bản thân em cũng vậy, rất là sợ sau này khi con em lớn lên, liệu rằng một mình đóng vai hai trò, nó có tròn được như chị hay không. Ngày nào em cũng cầu trời khấn Phật cho ban ngày làm ba, ban đêm làm mẹ một cách trọn vẹn nhất. Có một điều mà Ngọc Lan làm rất tốt về việc giáo dục con cái, đó chính là treo ảnh của Thanh Bình trong nhà và chỉ cho con biết đâu là nội ngoại, phải biết kính trên nhường dưới. Cả tôi và anh ấy đều là bố mẹ của con tôi nên tôi thấy điều này rất bình thường. Đây cũng là một cách để tôi dạy Louis nhận biết về những người xung quanh mà bé ít gặp. Mỗi ngày tôi vẫn thường nói chuyện, cho con xem hình của ông nội hay bà nội. Tuy đã mất nhưng tôi vẫn chỉ cho con đây là bà nội, tất cả những người thân trong gia đình nội ngoại. Ngày nào tôi cũng lấy hình ra để chỉ cho con biết. Tôi nghĩ rằng đây là một cách để tôi giáo dục con biết trên biết dưới chứ không có vấn đề nào khác. Tôi thì thấy bây giờ những gia đình văn minh đều như thế, chứ không riêng gì gia đình mình đâu, nữ diễn viên bộc bạch. Thời gian dịch bệnh thế này cũng là lúc Ngọc Lan ở cạnh cậu bé nhiều hơn nữa. Gần đây ngoài diễn xuất vợ cũ Thanh Bình còn xuất hiện với vai trò MC trong rất nhiều chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.